Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành kế hoạch tổ chức tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc tiêu biểu năm 2024. Dự kiến lễ tuyên dương sẽ được tổ chức vào tháng 10 tới đây tại thủ đô Hà Nội. Sự kiện hướng đến xây dựng môi trường, tạo động lực cho học sinh, sinh viên thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu, phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giáo dục nghề nghiệp. Theo kế hoạch, đối tượng xét chọn là học sinh sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong toàn quốc. Bên cạnh tiêu chí có kết quả học tập đạt loại xuất sắc, loại giỏi, đoạt giải thưởng các kỳ thi quốc gia, khu vực, thế giới, thì học sinh sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học cũng được xét chọn. Số lượng tối đa 150 học sinh sinh viên. Quy trình xét chọn được thực hiện theo 3 cấp: cấp cơ sở, cấp trường, cấp tỉnh, cấp toàn quốc. Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét chọn cấp trung ương là trước ngày 1 tháng 9 năm 2024. Trong tháng 9 sẽ thành lập hội đồng và tổ chức xét chọn cấp trung ương, sau đó đến lễ tuyên dương được tổ chức vào tháng 10.